Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới chức nước này vừa kêu gọi cả nước tập trung nỗ lực đối phó lực lượng Nga, dấu hiệu cho thấy Kiev chuẩn bị cho chiến dịch phản công kéo dài sau hơn 18 tháng xung đột. Theo Reuters, những lời kêu gọi của nhà lãnh đạo và thuộc cấp trở nên quyết liệt hơn khi quân đội Ukraine phản công ổn định nhưng tương đối chậm ở các khu vực do Nga kiểm soát. Trong thông điệp đưa ra tối 11 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga không hy vọng chiến thắng mà chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ không thể chịu đựng được tất cả. Dù hôm nay đã là ngày thứ 565 của cuộc chiến, mỗi người chúng ta phải tập trung bảo vệ tổ quốc như trong những ngày đầu, ông kêu gọi. Ông David Arakamia, lãnh đạo đảng đề tớ của nhân dân ông Zelensky tại Quốc hội Ukraine cho rằng, Tổng thống nước này không còn chịu trách nhiệm về những khoản đầu tư cho sân vận động, sân quần vợt hay những khoản tương tự. Bắt đầu từ năm mới, cả nước sẽ phải chuyển qua ngân sách thời chiến và không còn chi tiêu cho những khoản đó, chỉ có quốc phòng và vũ khí, ông nhấn mạnh. Cuộc phản công của Ukraine từ tháng 6 đến nay tập trung vào việc giành lại các làng phía đông và phía nam. Ông Zelensky bác bỏ thông tin trên một số hãng truyền thông phương Tây cho rằng chiến dịch phản công tiến triển quá chậm, nhưng nói rõ rằng ông tin chiến dịch sẽ kéo dài. Nga chưa bình luận về lời kêu gọi ở Ukraine. Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok của Nga ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và không đem lại kết quả. Theo ông, Ukraine chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình khi cạn kiệt nguồn lực, nhưng nhằm lợi dụng để tái trang bị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.